Tôi gọi Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt là chiếc xe QL trong tầm giá khoảng 850 triệu đồng. Tại sao tôi lại nói là như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Xin chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của Mê Xe. Chị bạn tôi mời lấy chiếc xe này chưa lăn bánh là khoảng 845 triệu đồng. Còn giá bán niêm yết, nếu tôi nhớ không nhầm, là nó loanh quanh khoảng gần 880 triệu đồng. Quý vị có thể nhìn thấy mức giá bán của Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt so với một số những chiếc xe đang trong cùng cái tầm tiền này. Bây giờ chỉ nhỉnh hơn chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V đâu đó khoảng 10 triệu đồng thôi. Và chiếc xe mới của nhà Toyota này thậm chí là bây giờ đang rất là khan hàng. Hay nếu so sang với chiếc Mazda CX-5 thì ở cái phiên bản 2.0 Luxury bây giờ hiện cũng đang được ưu đãi giảm khoảng 20 triệu đồng thì chiếc xe này cũng ngang ngang cái tầm giá đó. Và nếu mà so với chiếc Honda HR-V cái phiên bản cao cấp nhất thì chiếc xe này thậm chí là còn rẻ hơn đâu đó khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng. Chính vì cái mức giá mà theo tôi là va chạm với rất nhiều những cái tên như vậy thì Hyundai Tucson luôn luôn trở thành một chiếc xe mà làm kỳ đà cản mũi khi mà người ta đang phân vân giữa các cái lựa chọn khác. Giống như nhiều những sản phẩm khác của Hyundai thì Tucson cũng như vậy thôi. Tức là cái sự khác biệt của các phiên bản không có quá nhiều. Ở đây là phiên bản 2.0 đặc biệt chạy máy xăng, tức là tiệm cận với cái phiên bản thấp nhất. Nhưng nếu mà để soi về trang bị thì thực sự là cũng không có quá nhiều khác biệt so với cái phiên bản 1.6 turbo hay là phiên bản sử dụng động cơ dầu. Thực tế chiếc Hyundai Tucson đang đứng cạnh tôi ở đây ngày hôm nay là cái thế hệ thứ 3 đã được ra mắt từ cuối năm 2015 đến năm 2019 thì chúng ta có một cái phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Nên về cơ bản thì cái kích thước tổng thể, cái tạo hình tổng thể vẫn như vậy. Cái sự khác biệt mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở ngay phía trước màn này, đó là cái phần mặt ca lăng này đã được làm theo kiểu vuông vức hơn. Và cái sự nâng cấp theo tôi là đáng giá nhất ở cái phiên bản Philip từ năm 2019 chính là cái cụm đèn chiếu sáng ở đây. Đèn chiếu sáng full LED và có 5 cái bóng LED được xếp chồng với nhau, thực sự là tạo cái hiệu ứng rất là đẹp. Rồi ở đây chúng ta cũng có một cái cụm đèn định vị ban ngày được làm rất là to và ôm trọn gần như cái phần đèn chiếu sáng ở phía trước. Vẫn còn những cái chi tiết đèn halogen ở đây, đó là đèn sương mù. Phần mâm xe ở đây có kích thước là 18 inch, sẽ nhỏ hơn 1 inch so với phiên bản 1.6 turbo. Cái cách tạo hình này thì cá nhân tôi thấy nó hơi bị rối một tí. Nhưng mà cũng có người dành cái lời khen là cái tạo hình kiểu này trông nó mới mẻ. Anh em nghĩ sao thì hãy chia sẻ ở phần comment. Còn về cơ bản thì nếu mà nhìn từ bên hông này thì xe cũng không có cái gì khác biệt so với chiếc đời 2015 cả. Ở đây thì chị Quỳnh, cái người mà đã từng đăng lên group anh em mê xe để hỏi tư vấn là chọn Tucson hay là Corolla Cross, thì chị có độ thêm cái bậc bước chân ở đây. Cái này thì nếu mà nhà ai có trẻ nhỏ thì tôi nghĩ là nên độ, còn lại thì tôi nghĩ là cũng không cần thiết lắm đâu. Phần đuôi xe thì về cơ bản là tạo hình không có gì thay đổi cả. Và nếu lên đến đời này do cái phần mặt ca lăng phía trước đã làm vuông vức hơn, thế nên là cái đuôi xe mềm mềm kiểu này thì trông có vẻ là nó không ăn nhập lắm. Cá nhân tôi thì không đánh giá chiếc Tucson phiên bản nâng cấp Philip 2019 là một chiếc xe có cái thiết kế ngoại thất đẹp về tổng thể. Trong cái video đánh giá chiếc Hyundai Tucson 2017 cũ lần trước thì tôi có nói rằng là thực ra Tucson trong khoảng tầm 5-6 năm qua thì không có quá nhiều sự thay đổi. Thế nên là nếu mà ai không thực sự quan tâm tới cái dòng xe này thì nhìn một chiếc 2017 và một chiếc 2019 thì có lẽ là cũng sẽ không thấy được là nó có cái sự khác biệt quá nhiều đâu. Xe thì vẫn có cốp điện. Khoang nội thất của Tucson, đây là một chiếc xe theo tôi là nếu mà xét về những cái thông số về mặt giấy tờ thì không phải là có ưu thế lắm đâu. Nhưng thực sự là cái khoang nội thất này đã được làm theo tôi là được tối ưu rất là tốt để chúng ta có một cái không gian nó rộng rãi như này. Đây là vị trí của hàng ghế phía trước, rồi hàng ghế phía sau cũng rất là rộng rãi. Thực ra là nó tương tự như cái chiếc Tucson chúng tôi đã làm ở trên mê xe rồi, nên là có lẽ là chúng ta cũng sẽ không cần phải bàn quá nhiều về cái vấn đề đó nữa. Cái thay đổi ở cái khoang nội thất này so với cái phiên bản tiền nhiệm, đó là phần màn hình này đã được làm bay lên phía trên mặt táp lô. Còn lại là từ cái phần này trở xuống thì trông nó cũng không có cái sự khác biệt gì quá lớn so với cái phiên bản tiền nhiệm cả. Vẫn là cái màu nội thất mà tôi gọi vui đấy là màu mắm tôm. Thì cá nhân tôi không thích cái màu nội thất này lắm bởi vì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là nhìn bẩn, nó sẽ rất là lộ. Thứ hai đó là sau một thời gian cái ghế nó bị nhăn đi thì nhìn nó lại càng xấu hơn. Đó, kể mà Tucson có nội thất màu đen thì trông sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Ở đây thì chị Quỳnh cũng đã độ thêm cái Ambient Light này.
cái này sở thích của mỗi người, nhưng mà cá nhân tôi thì không thích cái kiểu độ kiểu này, bởi vì cái em rely độ kiểu này trông nó rất là chán, kiểu như vậy. Còn về cơ bản thì để mà kể về option của Tucson thì cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng giống như kiểu Cerato ấy, đấy là Tucson này option thì nhiều đấy, nhưng cái cần thì lại thiếu. Đầu tiên là option nhiều đi, chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu chống chói, điều hòa hai vùng độc lập, có hệ thống clean air, rồi là cả ghế người lái lẫn ghế phụ ở phía bên cạnh này được chỉnh điện, rồi ở phía trên này cũng có đầy đủ rất là nhiều những cái nút bấm khác nhau, rồi xe có phanh tay điện tử này, có auto hold này, có 3 chế độ lái này. Đấy, nhưng lại chưa có gạt mưa tự động, chưa có cảm biến áp suất lốp. Và đối với tôi thì cảm biến áp suất lốp và gạt mưa tự động là hai cái tính năng thiết yếu mà chúng ta cần phải có khi mà sử dụng một chiếc xe, đặc biệt là lên tới tầm hạng C và có mức giá lăn bánh ở thủ đô Hà Nội loanh quanh khoảng đến cả gần 1 tỷ đồng. Đấy, ở đây đấy thì chị Quỳnh cũng phải lắp thêm cái cảm biến áp suất lốp này rồi. Quay trở lại với chiếc Tucson 2.0 này, thực ra là những cái về vận hành, về cảm giác lái, thứ tôi đã nói rất kỹ ở trong cái video mà đánh giá chiếc Tucson đời 2017, một chiếc xe cũ rồi. Động cơ thứ rồi nó cũng không khác gì cái đời này cả. Nên là anh em nếu thực sự quan tâm kỹ càng về khả năng vận hành của Hyundai Tucson thì có thể tìm lại video đó. Tôi chỉ nói ngắn gọn lại thôi, đó là 2.0 động cơ trên Tucson là một động cơ đủ dùng ở giải tốc độ dưới 100 km/h. Còn từ 100 km/h đến 120 km/h, đây không phải là một phần động cơ đáp ứng được tốt mọi cái điều khiển của chân ga nữa rồi. Khi mà đặt cái phần động cơ có cái thông số như quý vị đang có để nhìn thấy trên màn hình vào một cái thân hình theo tôi là cũng lớn hơn kha khá so với Kona chẳng hạn. Quay trở lại với cái mà tôi đề cập ở phần đầu video, đó là đây là chiếc xe Killer trong tầm giá khoảng 850 triệu đồng. Thì có thêm một số những cái chi tiết như sau mà chúng ta cần phải nói tới, đối chiếu chiếc Tucson này so với một số những cái chiếc xe trong cùng tầm tiền này. Đó là Tucson là một chiếc xe sử dụng cái phần hệ thống treo, cái hệ thống khung gầm mẫu mực của một chiếc xe hạng C, đó là MacPherson phía trước và treo liên kết đa điểm phía sau. Đây là điều mà Corolla Cross chưa có. Và kể cả HRV dù treo liên kết đa điểm, nhưng HRV là một phần treo mà theo tôi chỉ đảm bảo được cái độ gọi là êm ái nhất định thôi, chứ còn nó, cái cách nó phản hồi, cái cách nó xử lý những cái mấp mổ dưới mặt đường nó rất là lọc sọc, và nó có cái cảm giác giống như chiếc City cái thế hệ tiền nhiệm. Còn để mà so về khả năng cách âm của Tucson với CX-5 thì nó tương đương với nhau, cũng không có cái sự khác biệt quá nhiều ở hai chiếc xe này. Về cơ bản thì Tucson là một chiếc xe êm ái, tổng thể chung êm ái từ cái hệ thống treo tới cái khả năng cách âm, theo tôi cũng ở cái mức khá là tốt. Và một cái phần êm ái nữa là êm ái từ cái phần động cơ 2.0 này, rất là nhẹ nhàng. Đấy, kể cả tôi có dí ga hơi sâu, gọi là đạp thốc một tí, thì cái động cơ nó cũng rít lên, rất là êm ái. Đây là một cái yếu tố rất là tốt và một cái tiêu chí để phục vụ cho gia đình. Còn cái phiên bản 2019 này, để mà nói về cái sự khác biệt so với cái thế hệ trước, thì có lẽ là cái mà tôi có thể cảm nhận được nhanh nhất, ngay lập tức nhất, đó là nằm ở cái phần vô lăng này. Nó đã có độ nặng hơn, độ siết tốt hơn, và không còn cái cảm giác hơi kiểu, tôi xin dùng từ đó là hơi lèo phèo giống như trên chiếc Tucson 2017. Tuy nhiên có một cái điểm yếu mà chúng ta phải nhắc lại, đó là đầu tiên thì đây là một chiếc xe Hàn Quốc. Đấy là mọi người nói như thế nhé, còn đối với tôi không phải điểm yếu. Bởi vì tại sao hôm trước tôi vẫn thấy có một người comment ở trên đâu đó, ở một cái nền tảng nào đó của mê xe, tôi nhớ không chính xác lắm, thì comment theo kiểu là xe Hàn là xe hèn. Và một cái quan trọng hơn nữa, đó là đây là chiếc xe đã ở cuối vòng đời rồi. Cũng chính vì vậy mà anh em đang có một cái mức giá gọi là xả kho ưu đãi khoảng tầm 30-40 triệu đồng so với cái mức giá niêm yết. Tuy nhiên đổi lại cuối vòng đời thì sẽ nhanh lỗi thời, và chiếc Tucson 2021-22 cái thế hệ thứ tư đã ra mắt rồi, và có lẽ là một thời gian không lâu nữa thôi thì cũng sẽ về thị trường Việt Nam. Anh em nghĩ sao về chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt này? Và theo anh em thì đâu là điểm mạnh của chiếc xe này so với những đối thủ trong cùng tầm tiền? Hãy chia sẻ thêm với chúng tôi phần comment. Và rất là cảm ơn chị Quỳnh, hay là cảm nhân tiện đây cũng muốn gửi lời cảm ơn tới rất nhiều những anh em đang theo dõi mê xe khác đã không ngần ngại và rất là rộng rãi để hỗ trợ chúng tôi, thậm chí là chủ động liên hệ với chúng tôi là có cần mượn xe để review hay không. Đó luôn luôn là những cái tình cảm, những cái động lực và những cái nguồn gọi là nội dung rất là dồi dào để chúng tôi có thể sản xuất những video phục vụ anh em đang xem mê xe thời điểm hiện tại.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm nút chuông và tham gia group Anh Em Về Xe.